Nếu như ai đã từng được vai một lần rồi thì mình sẽ thấy cái việc là một thứ rất là thông minh. Thì đất nước này phải nói rằng là có nhiều thứ đẹp lắm, nhưng mà cái đất nước này có nhiều những cái thứ phải nói rằng là thiên tai. Và năm 2011 thì Nhật Bản đã phải hứng chịu một cái trận động đất rất là kinh khủng, có những gì trong lịch sử, và đã có tới gần như 16.000 người đã thiệt mạng vì cái trận động đất gần 900, và rồi 2.000 người bị mất tích và nhà cửa thì tan hoang. Thì lúc đó khi mà trận động đất đã qua rồi, rất là nhiều người mất gia đình, nhiều người thậm chí con cái cũng chết, và toàn đất nước Nhật Bản họ cùng lại chỗ đó, họ tìm thi thể những người đã chết và họ tìm xem những người còn sống sót, coi ở dưới đống gạch đá ai còn sống hay không. Thì họ mới đi tìm ngoài cả dường như là các vùng đó, thì có một người lính cứu lửa nghe được tiếng khóc nó nhỏ và đã huy động mọi người để đào lên, bởi vì biết một đứa bé đang ở dưới những cái đống gạch đá. Khi mà đào lên thì anh ta rất là ngạc nhiên là thấy có xác một người phụ nữ che tấm thân lên cái đứa nhỏ đang nằm dưới cô, và người ta nghĩ rằng đó chính là mẹ của em, và bà mẹ đó đã hy sinh cái tấm thân mình để cho đứa bé được sống. Và anh còn thấy là cũng là thấy ở bên cạnh cái xác của bà mẹ có một chiếc hôn, và trong đó chúng ta bật lên thì có một cái dòng chữ, đó là nếu như con vẫn còn sống sót thì con phải biết rằng mẹ yêu thương con. Quý bà và chị em thấy cái hình ảnh của người mẹ, cái giây phút mà trận động đất xảy đến, cái việc đầu tiên và là việc cuối cùng bà nghĩ đến đó là cái đứa con của mình, và bà không những là sẵn sàng hy sinh mạng sống cho nó, nhưng bà cũng để lại một cái lời nhắn nhủ cho nó, là nếu nó còn sống đó thì nó hãy nhớ tới mẹ nó, và người mẹ này là người mẹ luôn luôn yêu thương nó. Một câu chuyện quá đẹp đã được đưa lên báo chí và đưa lên internet, và bao nhiêu người họ mất đi người thân trong cái hoàn cảnh đau khổ năm 2011 đó, họ nhìn vào hình ảnh người mẹ đó và họ thấy được cái sự gọi là cảm thông, một tia hy vọng, vì qua hình ảnh của người mẹ hy sinh cho đứa con thì họ tìm được sự an ủi. Nói về người mẹ thì hôm nay chúng ta cũng vâng lễ với chị Đường Maria, mẹ Guadalupe, là mẹ của những người mẹ Tây Cơ. Đối với lại mẹ mẹ Tây Cơ thì có lẽ có bà bạn em rất là người biết, mình biết người mẹ rất là nhiều, nhưng mẹ mẹ Tây Cơ thì chúng ta chỉ biết về cái hình ảnh của mẹ như thế nào thôi. Hôm nay xin kể một chút về sự là đặc biệt của đức mẹ Guadalupe. Có hai cách là vĩ đại của đức mẹ Guadalupe. Cái cách là đầu tiên đó là đưa cái tấm cáo choàng của thánh Juan Diego khi mà đức mẹ hiện ra, thì đức mẹ cho thánh nhân đó in cái hình của đức mẹ với cái áo choàng của ngài, và điều là cái áo choàng của thánh Juan Diego là dệt từ cái sợi của cái xương rồng, và cái này là vải tận thu, nên khi mà cái tấm áo đó được dệt thành thì nó chỉ được giữ được trong đầu gần vài năm đã hư, nhưng mà khi cái tấm áo của mẹ in lên cái áo đó thì gần như trăm năm hơn nó vẫn được nguyên vẹn như là một bắt đầu, và cái hình ảnh của mẹ rất là sắc nét trên cái áo. Và một điểm lạ là khi người ta cùng anh kia, anh ta là một nhà nghiên cứu học, và ta dùng cái ống hình của ánh mắt của mẹ Maria và ta đưa vào trong cái máy thí nghiệm và ta phóng lớn lên 1000 lần. Mình tưởng tượng nha, cái áo của mẹ là cái mắt nó xíu à, nhưng mà ta chụp lại nó phóng lên 1000 lần, đưa lên từ mặt lớn, thì ở trong mắt của mẹ người ta khám phá ra có sự là mắt mẹ có hình người. Thứ nhất là có hình của thánh Juan Diego đứng trước mặt của đức giám mục, rồi cứ đến là thấy một vài người nữa là người da đỏ, là
sóng lên và họ lấy dao mổ lấy trái tim ra hiến tế cho thần thần linh đó. Thì cái tục lệ nó kéo dài và nó làm khổ những người dân này kinh khủng lắm. Đây là một dân tộc có đạo, không quý người Chúa, nhưng khi mẹ hiện đến thì ơn lạc sẽ đến trong đất nước này. Là bây giờ hơn 90% những người dân sống trong đất nước về Tây Cơ là trở lại đạo Công giáo và được ơn rất nhiều, và đó là đạo thứ hai. Thì hôm nay chúng ta mừng lễ mẹ và đức tên cũng là mẹ chúng ta thôi, và là của người mẹ Tây Cơ thôi. Và cái điều đó nhắc nhở cho chúng ta là nơi người mẹ này, trong ánh mắt mẹ luôn luôn có gia đình của mỗi chúng ta. Mẹ dõi theo từng bước những thắc đố, những đau khổ trong gia đình ta cũng chịu, mẹ thấy hết. Và mẹ làm gì? Mẹ ban ơn, mẹ chờ đợi. Và mỗi người chúng ta không có một lý do nào để chúng ta từ chối, để mình chạy đến đức mẹ. Xin Chúa ban ơn cho mọi người chúng ta, và đặc biệt là trong gia đình đang gặp thắc đố, những khó khăn trong cuộc sống hôn nhân cũng như với con cái.